Ai xem bói không? Ai xem bói không? Ôi cuộc đời đầy phong ba giữa lòng người, nệ sâu chia ly buồn tê tái. Gớm khổ đi từ suốt từ sáng giờ chả con ma nào xem bói cả. Cuộc đời em vất vả nhờ một cái rời ông thương ông cho thân hình đẹp như móc mẹ cặp mắt rồi. Đúng khổ mà nhiều khi làm thế này mà mới năm ngoái đây em lại vất vả hơn. Có cái cô kia cô cũng 40 mấy rồi, cô đến cô hỏi anh ơi tại sao lâu quá rồi em không thấy ai bén mãn tới em, tại sao cuộc đời em vất vả xấu số em lại không có chồng. Thế cô nhờ mình xem em vạch lá tìm sâu thế nào em xem thế nào. Năm ngoái cô bồng lại đứa con cho em trai sức vọt đấy. Đúng khổ mà cái mặt nó có giống em đâu mà thử máu ra thì nó máu mình gớm ghê. Có nào em có làm gì đâu, em có vô tình thôi mà. Cô ngồi cô xem xong tự dưng em vấp em ngã vào thế dính luôn. Bây giờ mình phải đi làm để chai sức bọt đấy. Mà gớm khổ đâu có làm mà mở văn phòng. Dám mở văn phòng đâu, mở văn phòng mày phải đóng thuế. Thế là đi hết chỗ này đến chỗ kia rồi khách lưu lạc mỗi người mỗi nơi chả biết đâu mà tìm thầy. Gớm thầy hay lắm đấy. Thế mà bây giờ từ sáng giờ chả ai xem. Ở sáng còn vô duyên hơn. Con thằng kia nó đổ khách xuống rồi nó bảo bác ơi cháu mới đổ xuống mà một xe khách đấy. Thế bây giờ bác ơi xem không, nhưng mà trước khi bác xem bác làm ơn bác chỉ cho cháu cái toilet ở đây nó nằm đâu. Em mới nhẹ nhàng em chỉ nó, em chửi nó, em bảo này con ơi, thế con rốt cũng rốt vừa vừa. Thế con hỏi toilet, con hỏi người mắt sáng, mày hỏi thằng mắt mù tao mà dẫn đến nơi mày vãi ra quần à. Sao từ sáng giờ chả ai xem nhỉ? Thôi rời đi chỗ khác hay nhất, ai xem bói đây? Nên chùa bè một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cấy dưới trăng. Ta bốn cô có hẹn hay cùng, anh có hẹn hay cùng. Nhà quàng à, sao lại có con nào đến rên rỉ cái chồng mất thế này mà giọng ai cũng thánh thoát thế nhỉ? Xin lỗi ai đấy? Ta. Ai? Ta. Thế ta là ai? Ta là ta chứ ta còn là ai nữa? Ồ nhỉ, thế giọng sao nghe hay thế, giọng anh vàng thỏ thẻ thế. Em ơi, nghe qua là anh cảm thấy là em hình như là đẹp lắm vổng em nhỉ? Nghe qua giọng em, anh đoán tướng em ngay, bởi anh đây là người chuyên viên coi tướng số. Nghe qua giọng nói của em, anh cứ mường tượng đến một người con gái thân cao 10, phiết vai rộng 9 inch. Anh ơi, anh tả em với anh tả cột đèn thế. Không, nói chung là anh nói em đẹp đấy. Em đẹp thế hả? Thế nãy giờ đoán hay thế, thế hóa ra đây là ai đấy ạ? Anh, thầy bói đây. Ôi, thầy bói sao mà xinh tươi đẹp trai quyến rũ thế nhỉ? Anh xin lỗi em, nét đẹp ấy anh nào có muốn. Chả qua là bà mụ dỗi thời gian mới nặn ra anh đấy thôi. Thế à? Thế có gì làm chứng không? Ô giời, dĩ nhiên là xem bói là phải cho em biết đây là cái gì đây? Ôi thầy ơi, thầy xem bói hay thầy rủ em đi vào sòng bài chơi lát chát thế hả thầy? Đây là bài xem bói của thầy, nó khác với những cái bài khác con ạ. Thế hãy nhìn xem. Cái gì đây? Đây là những lá bài xanh xanh đỏ đỏ là xem cho em nhỏ, màu hồng là xem cho thanh niên. Còn em màu gì? Em dở dở ương ương, nửa người nửa ngợm, 9 phần khỉ 1 phần đười ươi, không có phần người thì em xem màu gì cũng được. Vậy thì em xin chọn màu tím máu mơ tuệ chúng nặng à, chiều buồn à. Mang
con này nó hát mặc như người ta lấy cái muỗng mà người ta cạo vào đi chén thế này. Sao mẹ hát ở đâu đây giữa trưa nắng thế này mẹ em hát? Anh tưởng tượng anh đang đứng mà một vũng nước, sao em hát đâu mà nước lênh láng thế hả em? Nó nhão kinh khủng. Em nói xong mà nước em còn chảy ra lênh láng thế này. Đọc nhá. Thầy ba chiên tinh, chuyên chữa các bệnh linh tinh, dị tinh, mộng tinh, hoạt tinh. Thầy ơi, tại sao vừa là thầy bói mà lại vừa chữa yếu sinh lý là sao hả thầy? Thôi em ơi, thời buổi khó khăn, khách xem bói 6 tháng mới quay lại một lần, ấy là gọi là thân chủ, còn khách vãng lai, nhiều khi người ta không tin mình. Thế trong khoảng thời gian rảnh rỗi ấy, làm gì chỉ có đi trị bệnh mà thôi. Thầy sống nhờ chữa các bệnh về tinh đấy em ạ. À thế à? Nhưng bản thân thầy thì có mạnh mẹ gì đâu. Ồ thế à? À thế hay quá, thế thầy xem cho em một quẻ nhá thầy. Được rồi, thế à, em à, đi qua đi lại cho thầy xem nào. Em đi qua đi lại thầy xem. Thế mù lấy chó thì xem được hả thầy? Ô con này buồn cười, rời lấy tao cặp mắt thì rời phải cho tao cái khác. À thế hả? Thế không, em muốn xem cái đường tinh 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 tinh. Ô cái đường tinh 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 là cái đường gì nhỉ? Là cái đường tang tạng. Ô thầy xin lỗi em, đường bôn xa thầy biết, đường Brooklyn, Magnolia, McFadden, Edinger thầy biết, còn cái đường tang tảng tàng tang thì mẹ à thầy cũng không biết. Thế cái đường tang tảng tàng tang là cái đường con mẹ à gì? Rõ thế, đường tinh tình tình tinh tang tảng tàng tang có nghĩa là cái đường tình riêng đấy. Ô em ơi, cái đường tình riêng đó em, nó ảnh hưởng không phải ở đất này. Nó ảnh hưởng đến một cái nơi mà Hàng Mặc Tử đã từng đi đến, ấy là Phan Thiết. Sao tự nhiên thầy bảo em là Phan Thiết là sao hả thầy? Chứ giữa mày đứng trên đầu gió mà mày chàng hàng thế kia, tao nghe độc mùi mắm thôi mày à. Thầy buồn cười làm nhục em thế. Mày con gái con lứa thì mày đứng trên đàng hoàng, tao có xem gì đâu mà mày cứ dạng cái này, mày chả sợ gió vào mày đau tim à? Lớn, em là con gái mới lớn, em nói hai chữ tình duyên, em xấu hổ, em phải đứng như thế đấy. Bây giờ đi qua một vòng cho thầy xem nào. Ô, đi qua một vòng à? Thế em đi thì thầy phải cho em nhạc, em mới đi được đấy nhá. Đi đi. Ừ, phải có nhạc nhá, thế vào nhá. Ừ. 2, 3 nhạc lên. Thầy ơi thầy, xung quanh này nhà có ai, có nhà nào có đám tang để em qua em phúng điếu hả thầy? Tang mẹ gì tao làm nhạc cho mày đi đấy. Ô thầy nghĩ sao thế? Em đang còn sống được sờ này, thầy làm như cái nhạc kiểu gì làm như em sắp chết đến nơi. Ô con này buồn cười nhỉ, cái đấy là bí quyết xem tướng của tao đấy. Đấy là tướng mày đi vào vũ trường thì mày đang vui trong lòng, thì tao làm sao tao đoán được mày là cái gì. Mày phải vào đám tang lúc ấy buồn bã, rồi mày nghiêm trang mày đi vào, mày nhớn nhơ, mày nhẹ nhàng, không mày vả tưng tưng thế này thì bố hai mày xem được. Hiểu? À thế hả, thế hả, thế em đâu biết không đâu. Không thấy à? À, thế thầy cho em nhạc khác đi, nghe cái nhạc này xong em cứ muốn vật ngửa ra nằm chết luôn. Thế thầy cho nhạc khác. Rồi vào nhá. Music. Music. Tang 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 tang. Mày đi mày không đi. Cấm mồm. Mẹ tao phóng cái này nó thọt vào trong mồm mày á. Thế mày đi không đi, mày cứ đứng mày làm như con khỉ là xong rồi mày tự nhiên mày phàng phàng phàng, mày khủng bố ai đấy, con điên. Thầy có điên không? Thầy mới là điên á. Có người ta bảo làm nhạc, tự nhiên ông làm nhạc hình sự, tao tưởng khủng bố, tao bắn súng luôn cho nó chết luôn. Thôi bây giờ tao đưa nhạc có lời vào này.
đó. Mày mà không đi tao đánh mày ngay. Thấy anh là phải nhà có nợ em mới đi được. Thầy làm nhạc kiểu đó em cứ tưởng là khủng bố đến đấy. Thầy đi đi này. Nào nhá. Để ta hát cho mà đi. Rồi. Music phải có lời chứ. Đúng rồi. Đi đi. Học với chất em nhá. 2, 3. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo em bay 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 trong gió nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tà áo thôi thầy có tin là một tí nữa đây cái chiếc guốc của em nó bay 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 vô cái mõm thầy. Này mẹ hỗn à, nghĩ sao mà đang đi nhạc nhẹ nhàng phất cái tà áo cứ như con gấu ngựa. Thầy có tin thầy hát như thế một tí nữa, thầy đừng có hỏi tại sao nước biển thì màu xanh mà rượu đế thì màu trắng, mà trán thầy thì màu đen, mà mắt thầy thì màu nâu, mà mõm thầy màu cà tím đấy nghe. Thế mày có tin là mày chửi tao một hồi thì mày đừng có hỏi tại sao đầu mày lại ra tiết canh nhá. Thiên sư con này mày muốn làm gì mày làm à? Lúc tao bảo mày đi chứ ai bảo mày phải. Hả? Thôi bây giờ mày hát cái kiểu đó ai mà chả muốn. Dẹp dẹp ông chả thèm xem cửa. Không, mày đưa tay ra tao xem. Thế đưa tay à? Đưa tay ra đây. Được rồi, tay đây. Đưa ra đây này. Mù mà chụp cái tay chính xác còn hơn máy vi tính. Đó, đây là đấy là cái hơi rõ. Này nhé, tay bà chứ không phải là cánh gà chiên nước mắm nhé. Mà thầy chép 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 5 phút nữa thầy sực mẹ cánh tay ngọc tay ngà của bà mà còn toàn là xương không nhé. Con này buồn cười, ta hửi thế tao. Hít nhiều nó mới thẩm thấu cái hơi mày vào, rồi từ từ nó cái tương lai mày nó hiện ra ra cái mõm ta này. À thế hả? Để xem. Con này gớm khổ. Tướng nó cũng không đẹp mà nó tự tin. Được cái rời xích mày. Ô em ơi, bàn tay em có chữ đài đấy. Ôi em là người đài cát phải không thầy? Mày mà người đài cát mới là lạ đấy nhỉ. Mày mà không đài cát đâu, không phải đâu. Chữ đài này không phải. Là chữ đài này hình như là mày sắp đi đến đài tưởng niệm mới nào. Không không, đài này là em sắp lấy chồng đài. Đài gì? Đài Loan. Ôi em lấy chồng Đài Loan à? Em không lấy chồng Đài Loan đâu. Tiếng Tàu, tiếng Việt chẳng hiểu nhau. Để về hai đứa đang ngon giấc, giật mình anh hỏi dầu cháo quẩy. Tự nhiên đòi cái dầu cháo quẩy lấy đâu ra nửa đêm mà cho nó ăn hả? Thế mày không xem thì tao xem được. Không khác. Em không lấy chồng Đài Loan đâu, cho em nước khác cơ. Thì từ muốn nước khác ta phải xem nước khác chứ. Nước khác như làm cái gì tuột hết cả áo lên này. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi ôi, úi dồi. Cái gì đây, xem cái gì mà xem cái gì nạ nồng thế hả? Ta xem chỉ mẹ ơi. Chỉ ở đâu? Cụ chó này. Mẹ dưới này chỉ còn nhiều hơn bàn tay đấy. Ồ, trong đường này em còn một đường tình duyên nữa. Đường tình duyên này nó có một chữ kiều. Ôi, thầy đừng bảo em lấy thí kiều đấy nhá, em không phải ô môi đâu đấy. Mày mà lấy, mày chỉ có lấy mã giáng sinh nhé. Không, kiều đây là Việt kiều, ý mày sẽ lấy Việt kiều đấy. Ôi, thầy ơi, em lấy chồng Việt kiều à? Em không dám lấy chồng Việt kiều đâu. Khi xa quê hương em buồn giàu, mẹ già vắng em ai cày ruộng, cha già vắng em ai nhổ. Ừ. Ta tưởng nhổ cái gì khác. Nhổ dâu mà ông cũng nhát thế, ông để mày nhổ à? Chứ còn cái gì nữa, thầy em già rồi, tay run không nhổ được, em nhổ đấy. Thế Việt kiều mày không lấy, Đài Loan mày không lấy, thế mày muốn lấy cái gì? Dạ em chỉ lấy chồng Việt Nam, hàng chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn USA năm 2007. Thế em tìm đâu cho xa? Đâu? Đây anh hàng Việt Nam chất lượng cao hả?
thôi thầy bói không có cái gì đâu mà lấy. Ừ lấy thầy bói đâu. Ô em buồn cười nhỉ, thầy bói thì em lấy thầy bói em sướng lắm đấy. Thầy bói em chả phải làm gì, em chỉ ở nhà thôi, sáng anh đi bói này, chiều anh đi bói này, tối anh về anh bói em. Thế nào cũng có con. Bây giờ mới xem sơ mà có rồi. Thế tối anh bói em rồi em bói anh. Chúng ta bói nhau. Hai đứa ôm nhau mà chết đói. Không lấy thì thôi. Thôi không lấy thầy bói. Không lấy thầy bói như nãy giờ thầy bói em. Bây giờ em muốn em xem bói lại thầy có được không ạ? Muốn xem thì xem. Thế thì hóa ra đồng nghiệp à. Đồng nghiệp phải nói mẹ đồng nghiệp. Nãy giờ làm cho ông tốn cả nước bọt. Đưa cho ta xem cái nào. Đây dở mắt kính ra. Úi dồi ôi, mắt đâu có mù đâu. Tao nói mắt mày náo niên cứ như hồng hải tặc đấy. Đưa nhìn kỹ ra nào. Nhớ rồi. Thằng cu tèo. Mày phát hiện ra mình còn làm nhục bạn à. Sang đây tao đổi tên rồi. Tên cu teo là ngày xưa tao ở Việt Nam. Tao tên cu teo, sang đây thi quốc tịch tao đổi tên rồi. Thế đổi tên gì thế? Kino. Kino. Kino là gì? Cu nở đấy. Mày tự dưng đặt tên cu nở, tao ra đường tao hãnh diện ngay mày. Công nhận cái tên làm cho mình hãnh diện. Eo ơi, thế mày đổi tên rồi. Đổi rồi. Hai cu nở. Tên tôi đang hãnh diện, thế qua cái mồm con này nó ở cái miền nào, xong tự dưng tên mình đang đẹp thành hoa liễu giang mai. Cu nở chứ không phải là cu lở. Tao nói không được, thế này cu lở. Này! Only cu, only cu. No more, only cu. That's it. Lở hay cu? Cu. À, thế lở ơi. Cu. Thế cu đi đâu mà bao nhiêu năm nay qua bây giờ qua đây lại gặp nhau như thế này hả cu? Tôi sang đây lâu lắm rồi. Không làm nghề nào, cứ đi làm nghề này mà chết. Gớm khổ, xin lỗi tôi có phải xem bói đâu. Mẹ sáng nay không có gậy, tôi phải cưa cái đồ lau nhà thế này. Tôi có phải xem bói đâu. Đấy, tôi nghe con Bích nó điện, nó bảo là em mới qua đây chơi. Mà em hay lên chùa lắm. Mà em đi lên chùa nhìn dáng em là ai cũng phát hiện ra. Tại vì lúc nào em tứ thân đấy mà. Đấy, thành thử ra tôi lên đây tôi canh em. Bởi vì tôi nhớ em. Thế hóa ra thế là. Thế ra bao nhiêu năm qua là mày vẫn yêu tao à? Con này nó làm mất hứng nhỉ. Trong tình yêu tự dưng mày quất cái chữ tao mày, xong tao nghe nó đau khổ chứ. Gọi anh em hay là you and me. Sorry. Thế hóa ra là anh yêu tao à? Anh phải yêu em thì anh yêu tao. Thật sự ra đằng này ngại lắm không nói được đâu. Tại vì đây nhớn rồi, xấu hổ lắm. Không yêu lâu lắm rồi, yêu từ ngày xưa cơ. Em ơi em có biết không, hình ảnh của một cô gái ngày xưa còn trời cởi chuồng tắm mưa nó in đậm vào trong lòng anh. Không biết hình ảnh ấy bây giờ có đổi khác không nhỉ? Thay hết rồi, khác hoàn toàn rồi. Không như ngày xưa đâu. Xấu hổ thế. Đôi khi bên ngoài thôi nhưng chất lượng vẫn còn nguyên chứ. Thôi ngại quá đây. Thế đằng ấy đi nó đâu bảo này, thế... Bao nhiêu năm nay ấy, theo đuổi em chả được. Thế mà nghe đồn này, nghe con Bích nó bảo là em chưa có gia đình phải không? Thế chưa biết hay không thì cứ thì biết. Thôi để đằng ấy đi. Không khéo là hai đứa mình là duyên nợ đấy. Thôi mệt quá, để đằng ấy đi chùa cầu duyên vào chùa luôn nhá. Đi nhá. Lên chùa. Lên chùa bẻ một cành sen, ăn cơm bằng đèn đi cây dưới trăng. Về mà đã say mê, không ai chán chê. Mới về mà đã say mê, cây xanh trái xanh lúa vàng lấp lánh long lanh, xung quanh có sông nước trong mênh mông đầy sông. Ê, đêm đêm gái trai về họ đã hăng say, luôn luôn đôi tay tiếng ngân nga nghe liền tai. Ê, dân cư ở đây sông nghề cày cấy quanh năm. Đang nuôi tiếng tâm khắp nơi luôn luôn về thăm. Ôi,
đồng quê thật là thơ mộng, gió mát mẻ, dưới sông tôm cá lội đầy đàn, trên đường lộ thì xe chạy hết gan, dưới đồng ruộng thì lúa trổ vàng. Trời ơi, còn cây trái tôi nó quá trời rồi, nhìn không chán, bởi vì người nông dân tay cuốc tay cày sống hạnh phúc quá, thú vị quá. Đúng là miền đồng bằng sông Cửu Long. Ô, tuyệt vời, tuyệt vời. Quá. Ồ, ba chạy, ba chạy. Lại tuyệt vời nữa. Nàng đẹp quá xá. Nước da thì mịn màng. Ô, trời. Ngáp nữa ngáp. Trời ơi, ngáp. Trời ơi, miệng ngáp rộng quá. Nhìn kỹ giống như công chúa Osaka. Còn mình là hoàng tử Lekima. Chà, mối tình này mình nhập lại giống như mối tình trái cây quá. Nàng cùng ta đi với Honda, rồi ta với nàng sẽ đến vườn hoa, cùng nhảy bản cha cha cha. Vui quá, làm thử coi. Đâu, bay, bay. Người đâu đẹp lạ đẹp lùng, làm tôi ngơ ngẩn muốn khùng muốn điên. Cũng được quá chứ. Trời ơi, có người đẹp đây mà mình không nói câu nào thì nó uổng quá. Đúng rồi. Dạ, trai thanh niên thể thao xin kính chào người đẹp. Dạ thưa cô, xin phép cô làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút có được không cô? Một câu cũng được cô à. Dạ. Hỏi đây. Dạ, cảm ơn. Dạ, chẳng hay cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Cô tên gì, cô tên chi, xin cho biết quý danh là gì. Trời, vô duyên không? Tự nhiên cái chạy lại cô tên gì, cô tên chi à. Hỏi tên không mà cũng ca thôi mà giật cái bực à. Tên gì cậy tía tôi. Nhìn cái mặt của anh là thấy quê rồi. Bực bội rồi. Thấy cái mặt sệ là thấy biết rồi. Thấy sệ rõ ràng. Cho đáng cái tật mày. Hà rứa nè. Hà rứa. Hà rứa. Gặp ai cũng hỏi, cũng đùa, cũng làm quen. Bây giờ thì quá thẹn, thấy không? Thẹn. Thẹn đó. Cho vừa lòng, cho vừa lòng người ta. Đánh cho mày vừa lòng. Cho vừa lòng người ta đó. Nhưng mà mặt cái này bộ dày lắm sao. Ổng sao. Thua keo này mình bày keo khác, lo gì. Chưa chịu thua. Này người đẹp ơi, người đẹp ơi, người đẹp, có bị lãng tai không, kêu làm lơ hả? Trời ơi, ngộ quá. Vì có cảm tình với người đẹp cho nên tôi mới xin phép hỏi thăm đàng hoàng, phải không? Chứ đâu phải sổ sàng đâu, mà cũng không có ngang tàn nữa, cũng không có lãng hoạn nữa. Sao người đẹp làm gì mà phàn nàn dữ vậy người đẹp? Kệ tôi. Tôi bận biểu nhiều việc, cứ phải đi lắm, không có rảnh để cùng anh hầu chuyện đâu. Chào anh à. Coi kìa, coi kìa. Khoan. Đi đâu mà vội mà vàng, làm ơn đứng lại bên đàn cho hỏi thăm. Trời. Cái này cho quái cười thôi, cho bị bệnh cười hay gì. Nói câu cười câu là sao? À, xin phép người đẹp cho tôi hỏi một câu thôi. Dạ, chỉ một câu ngắn gọn được không người đẹp? Một câu thôi nha. Dạ. Hai câu tôi giọng vô mặt không à. Dạ, cảm ơn người đẹp. Được rồi, hỏi gì hỏi đi, một câu một thôi đó nha. Dạ. Dạ, chẳng hay nhà cô ở đâu, ba má vẫn còn đủ quá cô. À, anh chị em được bao nhiêu người, cô có gia đình chưa, gia đình cô gần xa, bà con gần không, hay là ở Minh Hải hả? Hả? Bực bội không, một câu một, câu gì mà dài thòn vậy hả? Cha này chắc dư hơi rồi, sáng giờ chắc không có nói chuyện với ai phải không, dành hơi để giờ nói gì. Minh Hải là ở đâu, mà biết ở Minh Hải không, mình nói là gần. Vô duyên, nhìn cái mặt là biết vô duyên từ trên dưới rồi. Khó ưa. Nhìn là dễ gì ứng. Cô ơi. Vậy vừa thôi chứ. Sao hổng có ai chịu nổi với cô. Dạ. Cái mặt gì, cái mặt sao? Đàn bà gì mà dữ quá vậy cô. Giống chằn tinh vậy cô. Coi chừng lạng hoạng nó rinh bây giờ đó. Cô nghe chưa? Bỏ tật hổng là vừa đi cô ơi. Mình gái mà có cần thiết mình phải sổ sàng, mình phải hổn hào vậy không ta? Mà cái anh này nhìn có cũng được lắm á chứ. Trên dưới ở trời ơi dễ thương á chứ. Xin lỗi. Cho xin lỗi. Không phải muốn xài xẻ thì xin lỗi. Cho xin lỗi. Cho xin lỗi. Cho xin lỗi.
anh đã sai lầm, mong chàng không nỡ giận hờn em. Trời ơi, tôi tưởng ca múa hay gì. Trời ơi, làm dữ vậy anh? Dạ. Nói nghe nè, chiều nay có rảnh tụi mình đi xin xăm nha. Đó. Rồi hai ta cùng tính chuyện đời trăm năm. Được không anh? Trời ơi. Thiệt. Tôi với cô tính chuyện trăm năm là vợ chồng. Thiệt không cậu? Thiệt mà anh. Em biết em có lỗi. Em đã ăn năn rồi. Bây giờ chỉ còn có cách đó em mới chuộc được lỗi lầm của em. Vì em đã làm cho anh giận. Thấy tội nghiệp quá à, tội nghiệp anh quá à. Em suy nghĩ kỹ rồi anh à. Trời ơi, tự nhiên sao đổi hướng ngộ vậy nè trời. Dạ. Tôi mơ hay tôi tỉnh đây trời? Anh đang tỉnh chứ không phải mơ đâu mà sợ. Cô yêu tôi. Dạ. Cô yêu tôi. Dạ. Cô yêu tôi. Dạ. Trời ơi, thiệt mà nói giật là làm em phải giật theo là sao? Anh, trời, thôi ngang đường nha, đừng làm gì anh, tỉnh lại, trời. Trời, sao rồi, đỡ chưa, anh làm em hết hồn hết trơn hết trời hả? Cô ơi, hả? Cô ơi, hả? Nãy giờ nói có thật không vậy? Thật mà. Cô hả? Bảy, cô cái gì? Em chứ không phải là cô. Cô khẽ. Em chứ không phải là cô em. À vậy hả? Em yêu tôi. Trời ơi. Bực bội rồi đó. Thôi khoan. Bộ khoái xỉu lắm mà. Hỏi chút xỉu bộ gốc ông bị bệnh tim hả? Không, hả? Mới tính xỉu tao không cho thôi làm gì hả? Bực bội không có xỉu nữa, nghe em nói thiệt đi nè. Xuất phát từ tấm lòng của em. Dạ. Nhưng mà sao kỳ quá à? Anh nói câu của mà em yêu tôi không có nghe ngọt chút nào hết trơn hết trọi à. Anh phải nói là em yêu anh. Ủa? Chứ không phải em yêu tôi. Yeah. Nói lại coi. Nói coi. Mừng quá ba má ơi. Nói coi. Em yêu anh. Trời ơi, thôi chết rồi. Hơi làm gì đâu mà giống cù lần lửa dữ vậy em biết nè. Nói có một câu em yêu anh mà cũng không xong nữa. Vậy mà cũng bày đặt đi chọc mèo, chọc chuột. Nói lại câu đó cho em nghe con trình nào mà coi sướng ở lỗ tai coi. Nói lại coi. Em yêu anh. Đúng rồi đó. Ơi. Cô à. Ý Quỳnh, em yêu anh như vậy không sợ hả? Trời ơi, em hiểu với anh rồi. Em biết lúc đầu em có sổ sàng với anh. Nhưng mà nhìn kỹ lại, trời ơi, anh chơi hàng độc quyền không hen. Cái tóc cũng có giống ai hết trơn hết trời à. Mọc sao ngộ ghê vậy đó. Trời ơi, cái trán dần trán rộng thông minh làm sao đâu á. Không em. Một miếng tóc nào phủ vào đó hết trơn. Lạ ơi là lạ gì đó. Trời ơi. Đẹp tự nhiên phải không em? Em biết. Em biết cái là. Rồi mà. Nhìn kỹ chút nữa. Hối mà cũng độc quyền nghe. Em xin lỗi anh. Bị em thật lòng quá, em xin lỗi nha. Giận Đây nè, em yêu anh chớp nhoáng, yêu mù quáng, yêu lạng quạng, yêu không tính toán. Yêu như vậy sẽ bị người ta cười chê rồi mắc cỡ quê sệ chứ gì. Đừng có lo điều đó đi. Yêu thì em nói em yêu. Yêu mà không làm liều. Em yêu ai yêu thật nhiều. Trời ơi, nghe nói con cũng đã rồi. Nghe chưa, em thích là em yêu hả? À. Em yêu cho em, chứ có yêu cho ai đâu mà sợ. Em không giả dối, thấy yêu thì nó yêu rồi, chứ không có nó úp mở, không có màu mè. Em ghét mấy cái đứa chở, thấy tướng yêu đó, tướng chịu, ông đó đâu, ông đó sao. Chứ trời ơi, cái thấy người ta tùm tướp vậy đó anh, trời ơi. Còn em thì khác nha. Em sao? Em yêu thì yêu sai đắm. Ừ. Yêu thật đậm. Ừ. Yêu không lầm. Ừ. Nhưng yêu không lầm. Nghe em nói nãy giờ không mà anh đánh giá được em rồi. Dạ. Nhưng có điều anh muốn hỏi em nha. Sao? Hồi nãy em thấy em không có thích anh phải không à? Đúng. Nói rõ hơn là em không có mặn anh chút xíu nào hết trơn á. Nhưng mà sao bây giờ kỳ lạ vậy? Trời ơi, em đã giải thích rồi. Sao? Là nhìn anh á. Hả? Hàng độc quyền không? Đó. Đúng không? Hồi nãy thì ổng thích,
nhưng cái này phải không, cái tráng ra không? Nhưng bây giờ có cảm tình rồi thì em thích, có chi đâu mà lạ, hỏi hoài anh hỏi hoài kỳ cục. Lạ quá. Chứ mai mà em không mắc cỡ chứ, mắc cỡ sao trả lời lại được. Lạ mà luôn. Không phải lạ, yêu gì mà mau quá vậy, còn hơn là quả tiễn xuyên lục địa nữa, anh nghi ngờ quá à. Trời ơi anh, sao mà đa nghi quá à? Đã nói rồi mà sao cứ hỏi hoài vậy? Anh sợ yêu là em yêu anh giả dối phải không? Đúng chứ sao gì nữa. Anh thì thật lắm em à. Anh cũng muốn em thật với anh nè. Có yêu anh thì phải yêu cho trót à, chứ đừng có bỏ anh giữa đường giữa chợ tội nghiệp anh, hiểu không? Biết rồi. Mà cái câu nói đó đáng lý ra là em nói mới phải chứ. Mà em chưa nói sao anh lại nói? Em nói câu này nè để anh yên chí nha. Sao? Em đã nói là em yêu thiệt. Yêu thiệt phải yêu không? Yêu kịch liệt. Cảm ơn. Yêu hết biết. Cảm ơn. Yêu da diết và không bao giờ hối tiếc. Là bởi vì sao? Tình yêu không nên nói hoa mà nên luôn luôn thật thà. Em nói láo thì em mau già. Anh nói láo thì mặt anh nhăn ra. Thề với lòng hai đứa không rời xa. Mắng la không dần dần lui tới gần. Thương anh vì anh giỏi giang. Thương em vì em siêng năng. Thương anh thì thương mãi mãi. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Khuyên em chớ có lợp phai. Nhớ không em, nghe không? Bộ điếc sao không nghe? Lạ quá. Gì lạ? Quá lạ. Sao từ lạ? Nhỏ đến giờ á chưa thấy tình yêu nào mà quái lạ như tình yêu này nghe. Nói như vậy là anh cũng chưa tin em phải không? Tin rồi mà, không phải tin rồi. Cái giọng á. Nhưng mà em cho anh hỏi nè. Hỏi gì hỏi hoài à, bực bội ghê, hỏi đi. Dạng thì cũng sợ lửa đó. Em nói em yêu anh phải không? À. Vậy chứ em yêu ở chỗ nào? À. Trong khi chưa có biết quá khứ vị lai của anh nè, cũng chưa biết nhà cửa anh ở đâu nè. Vậy mà em yêu anh, yêu gì kỳ cục cả? Trời ơi, tôi bực bội quá đi. Nhưng mà cũng phải giải thích bởi vì mình yêu. Có gì đâu mà kỳ. Nói đi. Anh nên nhớ rằng ở trên đời này không có ai định nghĩa được tình yêu đâu anh ơi. Tình yêu vô bờ bến mà anh. Lúc đầu em giả bộ thử anh, nói những lời không được êm dịu với anh là để thử xem hành động bực tức thật cực kỳ của anh như thế nào. Nhưng mà không về anh ăn nói thiệt là dễ thương làm sao đâu á. Khiến cho em để ý chứ anh. Trời, chàng trai đẹp dễ thương phải để ý chứ. Đâu có ngu, em đâu có ngu. Dễ gì gặp được người vậy. Rồi cái anh giận. Công nhận anh cũng có giận. Nhưng mà cái giận của anh nó rất nhẹ nhàng. Không sổ sàng, không ngang tàng, cũng không lạng hoạng. Mà trái lại còn dịu dàng. Có, anh cũng có thở than đó chứ. Nhưng mà tiếng thở than nghe như là ai oán vậy đó. Do đó làm em suy nghĩ. Em mới thức tỉnh ăn năn. Em thấy rằng nói chung tổng kết chung quy lại đó là sao? Anh là người hiền lành, không phải người lưu manh chuyên chọc gái. Vì thế mà em yêu anh. Anh là người mà em yêu, em quý. Chỉ có vậy thôi à, chịu chưa? Chị Lý, chị Lý. Dạ em cũng là người mà anh quý. Đây nè, nắm tay được không? Được à, vậy được không? Chuyện nhỏ. Thôi tới đây được rồi. Thắng làm mất trớn hết trơn à. Ý mà quên. Hả, gì nữa? Cái gì nữa? Đổi ý phải không? Không phải, em nói anh nghe nè. Nãy giờ quen nhau nói chuyện với nhau lâu rồi, thậm chí yêu nữa mà. Anh tên gì anh tên chi, cho em biết quý danh là gì. Anh tên gì anh tên chi, cho em biết quý danh làm quen. Rồi, bắt trước tôi phải không? Hả? Bắt trước anh trả thù hồi nãy phải không? Ờ đó. Anh giận á. Thôi mà anh ơi, nãy giờ là em muốn thử anh cho nên em mới nói vậy. Chứ bây giờ em hỏi thiệt đây nè. Em sao? Hỏi thiệt tình bây giờ nè. Ừ à. Ừ, anh nói em nghe đi, tin gì vậy? Nói giỡn chơi với em cho vui chứ. Dạ. Anh tên Kép. Ơ trời. Lê Thị Kép. Ê, sao Thị được? Văn Kép. Ý quên. Quên chữ lót của má anh. Bây giờ nghe anh nói cho kỹ này nha. Dạ. Anh tên là Lê Văn Kép. Dạ. Quê ở Sa Đéc, hồi trước làm nghề bán dép. Bị chèn ép quá nên nó dẹp. Nhà cửa luôn luôn khép hết trơn đó em. Dạ. Bởi vì anh không có ưa bếp xếp. Mà không thích nói môi mép nữa. Dạ. Luôn luôn bị đè bẹp, bị xẹp. Nhà bị dẹp lép như con tép. Nhưng lúc nào cũng cương trực và sắt thép. Nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi. Ôi trời ơi, cái tên của anh ở nhà toàn là ép không à. Ừ. Hay
sợ luôn á. Mà tính tình của anh á, em cho anh thêm chữ F nữa nè nha. Cũng đẹp luôn á. Chữ gì? Dạ ngẹp đó. Em kính mến anh là phải rồi. Đúng là em có mắt nhìn người ghê luôn nha. Em nè. Dạ. Còn em tên gì nói anh nghe đi. Trời ơi tên em dài lắm anh ơi. Hả? Nhớ lắng tai nghe cho kỹ anh ơi. Thì nói đi ta nghe, ngộ quá. Nhớ nghe. Lắng tai chưa? Rồi. Nghe em nói nha. Ừ. Em tên dài lắm á. Ừ. Tên là Công Tằng Tôn Nữ Ung Thị Bích Đào. Nghe rõ chưa anh? Coi chừng tên đó. Tên dài quá trời quá đó. Nhớ không nổi đó. Dạ. Thì đó, bởi mỗi lần em giới thiệu tên cho ai có cái viết với miếng giấy không à. Vậy hả? Em ghi cho người ta học. Thì nói lần không ai hiểu hết á. Dạ. Mà anh ơi. Ơi. Quê quán em ở Cà Mau. Bên nội ở Bảy Sào, bên ngoại ở Đa Cao. Em làm việc rất là chu đáo, tính tình không quạo, có sao nói sao chứ không ba sạc. Ghét nói láo, gia đình không giàu nhưng vẫn sống thoải mái, không có sao. Ban ngày thì bán gạo, tối bán cháo. Muốn làm giàu để lo mai hậu về sau thì phải cố gắng làm cho mau. Hôm nào mà gặp mưa bão thì kể như hôm đó húp cháo. Buồn muốn đau, anh tin chưa? Hay là em nói xạo nói láo? Nghe kể tâm sự anh lại càng thương mến em nhiều hơn. Anh với em kết hợp vợ chồng thật là quá đúng rồi em ơi. Dạ. Hơn thế nữa là có sự trùng hợp nữa. Cũng vui vui là em tên Đào mà anh tên Kép. Đọc chung là Đào Kép hay quá em ha. Hai đứa mình mà lấy nhau đầu năm này đó là hết ý đó em. Hết ý là cái chắc rồi. Bởi vậy Kép Đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạc rào. Rạc rào vì yêu nhau mà tình ai xuống sao. Tình yêu như tiếng pháo nó đúng. Thôi nổ nhiêu đủ rồi. 2, 3. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau. Anh ở đời ngộ thiệt, người ta nói hữu duyên tiên lý năng tương hộ, vô duyên đấu diện thấy thương liền. Vậy mà ngộ ghê, chê mình vô duyên mà hai đứa ăn ở tới nay tính cũng được là 20 tháng rồi. Từ ngày lấy bả tới giờ gần 2 năm rồi, chứ bộ ít sao. Có đứa con trai đầu lòng cưng như trứng mỏng. Nếu mà nói hạnh phúc thì nó quá thừa. Vợ buôn bán, còn mình thì quay sóc việc nhà cho vợ. Như vậy là nhàn rỗi quá. Cũng không thua gì ông Hoàng. Còn đòi hỏi gì nữa bây giờ. Em vậy đó. Trời ơi sao kỳ cục vậy, sao tự giờ cười nói vui vẻ tự nhiên giờ chầm bầm là sao? Đem phụ đồ tiếp coi, trưa rồi. Đem hả? Đem nè. Đem nè. Đem nè. Dặn hết trơn rồi sao vậy? Anh là sao vậy? Kỳ cục vậy là sao? Giận cái gì? Cô tưởng cô đưa về nhà là tôi yên hả? Sao? Tôi hỏi cô nè. Nói chuyện với cha đó là ai? Trả lời. Cha nào? Hồi nãy tôi thấy rõ ràng. Ha. Mắt thấy rõ ràng. Cô cười cợt nhắn tay người ta. Đúng không? Trời Phật ơi. Cái ông hồi nãy hả? Người ta mua hàng thì mình lịch sự mình trả lời, vừa lòng khách đến vui lòng khách đi mà. Nín. Cô đừng có nói dối qua mắt tôi hả? Không, em thề là em không có nói dối. Không, không tin cô. Không gian dối hả? Không gian dối mà nắm tay người ta hả? Em đâu có nắm tay ta đâu. Tao biết rồi. Ổng mua đồ xong rồi ổng bị rớt xuống, cái ổng mới xin em cái bao gói lại, thì em mới gói xong rồi đưa cho ông ấy. Ủa mà ngon sao rồi? Ngon sao hay dữ, mắt sao vậy hả? Con mắt có mắt trên mắt dưới không mà tự nhiên nhìn tao nắm tay là sao? Rồi lúc đó đứng ở đâu? Tôi ở bên kia đường. Trời ơi, ở bên kia đường thì đúng rồi, thâu nhìn bậy rồi. Trời ơi sao kỳ vậy? Kỳ hả? Ở bên kia đường, ông trời ơi, ba con la là sao? Tôi thấy con nắm tay đâu hả?
đưa bây giờ được sao thấy rõ được cái này chưa mang ra là sao? Thế mà thôi thôi trời ơi, ông sùm người ta dòm ra cười trời ơi. Người đây là bà ơi. Ui, thôi, nín, biết rồi, chú Sư biết rồi. Biết có em có rồi. Thôi được rồi, xin lỗi đó. Xin lỗi vậy à? Xin lỗi mà như tát vô mặt người ta vậy đó. Xin lỗi nhẹ nhàng như ngày nào xin lỗi tôi đi. Ừ à, anh xin lỗi á. Vậy nhờ à. Nhưng phải hứa nó nhờ. Mai mốt mà nhìn nó mất kỹ là không có được khẳng định vậy nghe cho. Biết rồi, cái tánh anh thương em thì em biết rồi. Nhất chút xíu là anh ghen à, tội nghiệp anh chứ. Anh ôi đâu người, muốn đâu. Đồ đạt để dành đi bán là quăng tầm lum lả gì đó. Thôi anh lụm lắm. Mai mốt mà anh còn vậy là tôi lật cái xích lô lên luôn à nha. Bực bội rồi đó. Đừng có thấy bây giờ mà tôi hiền hiền nhịn là nhờ. Thương thì thương chứ bực lắm á. Anh xin lỗi đó, vậy có được không? Thôi xin lỗi à, vui nha, cười coi. Nói vậy mới vui vẻ không? Ghét quá à. Hứa phải nhớ nha. Anh ghen chứ bộ. Trời. Anh Kép ơi, anh Kép, có nhà không anh Kép? Ai đó, vô đi, ai đó? Tôi nè. Trời ơi, quá trời, lâu quá mới gặp nha. Chào bạn. Chào anh. Lâu quá không qua thăm chơi vậy đó hả? Ủa, chị mấy cháu khỏe không anh? Dạ, cảm ơn anh. Vậy bà hả? Xã tôi và mấy đứa nhỏ cũng mạnh hết à. Vậy à? Lâu quá không qua thăm anh chị vì bận lo việc đồng án đó. Rồi, tôi nên cũng lo quá trời anh ơi. Nên nay rỗi rảnh qua thăm anh chị đây. Rồi, cảm ơn, đây, ngồi đây anh, ngồi đây, uống nước đi, rồi. Lâu quá mới gặp nhau bạn bè chí cốt quá ha. Kỳ mà bữa nhậu lần chót tới nay là cũng hết 2 tháng mấy rồi nè hả? Anh nhớ dài quá. Anh ơi, qua thăm có việc gì không? Nói tôi nghe. Có chứ, qua là phải có chứ. Việc gì, việc gì? Nói thật với anh nha, hôm nay tôi qua đây trước là thăm anh chị. Hả? Sao là để mà rồi anh qua nhà chơi. Hôm nay có tiệc, có tiệc. Có tiệc? Ừ. Nhậu hả, nhậu hả? Nhậu. Nhỏ. Trời ơi, bạn nghe tội tôi chơi. Nhậu hả không, Nè. Hôm nay tôi làm chủ sĩ. Anh là chủ sĩ? Ừ. Ngon lành nha, bữa nay chắc quát cần câu quá. Kim nấu nướng luôn. Rồi, được rồi, chiều nay phải không? Chiều nay. Rồi, chiều tôi qua sớm hen. Qua lẹ lẹ nha. Yên tâm. Anh em tụi tôi chờ dữ lắm. Tôi hứa là tôi qua, bảo đảm. Thôi bây giờ tôi về hen. Rồi. Chiều tìm cách nói bà sao đó. Rồi luôn. Bà tôi hen. Yên tâm, yên tâm. Thôi tôi đi à. Đi à. Lát nói bà tôi về luôn hen. Rồi, rồi, cảm ơn, cảm ơn. Thôi đi à. Rồi. Ủa anh, em nghe ai nói chuyện gì với anh trên này phải không? Ai vậy? Anh Tư, anh qua ghé anh thăm á mà. Rồi sẵn rồi anh nói luôn là nhà anh có tiệc, anh mời anh. Có tiệc? Ừ. Anh đi không? Chứ cũng không biết có nên đi hay không, chắc có lẽ bạn bè cũng từ chối được em ơi. Thôi hỏi thì hỏi vậy thôi ông ơi, nhìn mặt ông là biết rồi. Chứ không phải nghe mời nhậu khoái thêm mồ. Khoái cái gì em, sao hay nói móc lò anh quá. Trời ơi, nói thật chứ đâu có nói móc lò gì đâu. Có sao nói vậy người ơi. Mỗi lần anh đi nhậu về là em sợ lắm. Vì mỗi lần nhậu là ấn tượng khó quên nhất trong đời em mà. Gì dữ vậy, không biết khi mà tỉnh thì không có chuyện gì trơn trọi á. Tỉnh thì lịch sự dễ thương vậy đó. Mà khi sai rồi như người mất trí vậy, nói cũng biết nói gì, làm cũng biết làm gì nữa. Bởi vì em nói thiệt với anh, em sợ lắm. Sợ anh nhậu lắm. Sợ anh gây ấn tượng cho đời em lắm. Không có đâu mà, đâu đến nỗi vậy đâu em nói nhiều vậy. Nhiều lần rồi, thôi đừng có chối leo lẻo nữa ông ơi. Nói có sách mách có chứng, tôi không nói thêm nó bớt. Ai chân chồng con mà nói thêm gì. Mấy lần kia. Thôi bây giờ nói trước cho nghe nè. Đi nhậu vui vẻ với bạn bè thì em không có dám cản. Nhưng mà lần này nếu sai mà về còn quậy phá như những lần trước thì đừng có trách em nha anh. Đừng trách em mà coi như là quên bổn phận làm vợ nha anh. Nghe. Hứa không? Giờ hứa mới cho đi. Hứa ăn thua gì dữ vậy trời. Chuyện đó chuyện nhỏ mà. Trời. Đây là rồi anh hứa đó. Nếu mà lần này anh có sai xỉn này anh quậy nữa đó. Thì sao? Em đừng nhìn anh nữa. Tin không? Đừng nhìn nữa. Tin chưa? Thôi kệ, tạm tin. Có hứa thì cũng tạm tin chút. Rồi. Nhưng mà thôi ông ơi, lời hứa của ông cũng giống như nước đổ lá môn vậy đó. Thấy không? Vậy hoài. Trời ơi, nói vậy thôi. Con cái lớn rồi nha ông. Đừng có để nó càng lớn rồi cái suy nghĩ khác về anh á. Biết rồi. Còn bây giờ nè, mời vô ăn cơm, kẹo cơm lạnh canh nguội mất ngon. Đó, vậy mới dễ thương không? Đi em. Cười vô duyên quá đi. Nào.
Đi đường thì mà không hết rồi. Thôi không có à đi. Lúc rồi đó ép vét về sau đi té hoài à. Làm giống gì mà nó té xuống đó. Té hoài á cà. Té phải không? Mày muốn té phải không? Được rồi té tao cho mày té nha. Tao cứ đi thử coi mà ai mệt cho biết. Té nữa. Cho mày biết trước đó nha. Uống chưa đã. Về nhà biểu không vợ mình đưa tiền để uống thêm nữa. Nữa. Trời ơi. Nói đâu có sai đâu. Cứ mỗi lần uống rượu vô là đều ý vậy đó. Đó. Rồi không biết bữa nay có chuyện gì xảy ra nữa đây nè. Chuyên môn hứa củi hứa xạo không mà. Rồi chứng nào tật nấy thiệt là khổ hết sức. Coi kè, coi kè, coi kè đi. Ra đây. Trời ơi, coi anh làm nhân mẹ nè, vui lắm. Anh nhảy à, nhảy ra chạy chạy nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, tới. Ê, 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 ê. Trời ơi. Té rồi còn gì nữa đâu. Riết rồi cái thân của ông hết biết đau đớn là cái gì rồi sao á mà. Tôi bực bội ghê sao vậy anh. Sao mà hứa hoài là sao vậy. Hứa bỏ rượu, hứa chừa rượu, hứa không làm vậy nữa. Mà sao chừa mà không chừa vậy. Sao chừa nổi mà chừa đó. Tiền đâu vậy? Ở đây đi uống nữa. Không chết cho tôi à. Tiền đâu có nữa mà đưa. Tiền anh lấy hết trơn rồi còn đâu nữa mà đưa. Đừng qua mắt nè. Bà tưởng tôi sai hả? Xin lỗi bà. Có tiền bán con heo mấy ngàn đâu. Trời ở đây. Trời phật cơ bán con heo đâu mà cả tháng rồi xài hết rồi còn gì đâu mà bởi vì tờ ơi. Tôi cho bà biết nè. Gì? Rượu là không có mở được. Trời. Mà vợ thì có thể là cho qua phà. Trời à, còn nếu mà không đưa tiền đi uống rượu nữa nè. Thì đó là tôi cho bà đi lấy chồng khác à. Tôi nói rồi á, bà đừng có giỡn mặt với tôi. Trời Phật ơi là trời. Cứ như vậy hoài làm sao mà tôi chịu nổi nè trời ơi. Được rồi. Được rồi anh muốn tôi đi phải không. Được rồi anh muốn tôi đi cho anh coi. Tôi đi cho anh coi. Ê. Đi đâu? Đứng lại! Đi đâu? Thì tôi nghe theo lời anh tôi đi lấy chồng khác. Thừa nước đục trả câu hả? Được rồi. Bà muốn đi phải không? Mới nói vậy mà đi hả? Được rồi. Bữa nay là đánh bạc. Đó. Ta nói cho biết là đánh bạc. Nè, đi chồng khác, lấy chồng khác. Trời ơi. Đứng không vững mà đánh cái nỗi gì không biết nữa. Thiệt là khổ thân tôi hết sức vậy đó trời. Giờ này cũng thấy tâm hơi đâu. Thiệt tình. Trời ơi. Xúc ruột quá. Gia đình mình sao lúc nào cũng gặp chuyện buồn. Không chuyện này tới chuyện khác. Lúc đầu mình mãi mê uống rượu chè, bỏ bê vợ con. Nhưng mà bao nhiêu lần giận dỗi rồi trách móc nhau không? Rồi bà cũng khuyên năn mình, hối hận mình sửa đổi sai rồi không? Từ bỏ rượu chè tự nguyện, không uống một giọt rượu nào hết. Đó cũng là điều mà mình thấy là cảm thấy mình hãnh diện đối với vợ con rồi, đối với bạn bè. Đã vậy thôi mình xong rồi. Trong khi mình đã ý thức mình bỏ được rồi thì bà đã quẹo qua mê đánh bài. Trời ơi chịu nổi không.
Hoàn cảnh gia đình tôi chịu nổi không? Đánh gì mà đánh ngày đánh đêm, bỏ cơm bỏ nước, như vậy tự hỏi có tức không chứ. Trời ơi, trong khi bà khuyên mình chừa rượu thì bà lại mê cờ bạc. Trời ơi, sao mà nó tréo nghe như vậy, chịu đời nổi không? Trời ơi, quyết định mãi khuyên mãi bà chừa bà mới, cũng không chừa. Bà khuyên mình bỏ rượu mình bỏ liền, đó thấy không? Cay đắng lắm chứ, một giọt rượu không có vô người tới cơn cũng chịu không nổi. Nhưng mình chấp nhận bỏ, bởi vì thương vợ thương con, bỏ cái rụp liền quá dễ dàng. Quan trọng là mình có quyết chí dám từ bỏ hay không. Trời ơi, tức thiệt. Cái điều quan trọng không biết làm sao mà nói cho bà nghe để bà bỏ cờ bạc đây nè. Khổ hết sức. Anh tôi ngủ quá anh ơi. Trắng đi bộ đi đâu về đó? Dạ em đi. Đi đâu? Dạ em đi. Em Đi đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài phải không? Dạ. Đánh bài thì nói đi, mắc cỡ gì? Không dám nói cái gì. Không phải, chơi nhỏ thôi, 500 ngàn cho qua ngày vậy mà. À thì đúng rồi, lúc đầu thì nhỏ thôi em, sau đó mới lớn, hả không? À, lúc đầu là bán đôi bông, rồi bán xe, rồi bán nhà, bán ruộng vườn, rồi bán luôn thân xác mình. Trời ơi, nói tới là giận rồi. Ui, anh thật, hết nói nổi rồi. Lúc đầu em còn buôn bán biết lo, buôn bán lo cho chồng lo cho con, mãi mê cờ bạc đó, quên hết chuyện gia đình. Đi đánh ngày đánh đêm, quên cả nhà cửa, luôn cả chồng con không ngó tới mà. Có mâm cơm nè, tôi dọn lên dọn xuống 5-7 lần một ngày. Trời ơi là tức. Riết rồi cơm nguội canh lạnh, còn ăn còn uống gì nổi nữa chứ. Trằn trọc chờ hoài cũng không có. Tại sao bà biết bà nói một tiếng tôi bỏ rượu mà bà lại ghiền cờ bạc như vậy? Bà thấy bà có nhục nhã không? Hả? Bà nói tôi biết bỏ mà tại sao bà làm vậy hoài chứ? Bà suy nghĩ đi. Không, bà có ý thức chưa? Bà ăn năn bà tỉnh bà bỏ chưa chứ? Hả? Tôi thiết nghĩ bà nên bỏ đi chứ. Bởi vì sao? Bà cờ bạc đó, bà thấy không, đâu có lợi ích gì bà đi sáng đêm. Trong khi đó tôi không có uống rượu mà, tôi bỏ mà. Tại sao bà làm vậy? Đó, bà làm như vậy rồi làm sao tôi chịu nổi? Hả? Làm sao tôi chịu nổi? Sức lực nào tôi chịu nổi với một người vợ như vậy, cờ bạc như vậy đó. Bà trời ơi, nãy giờ tôi nói tôi tưởng bà nghe, bà nằm mà ngủ. Trời ơi, không có lời nổi không? Không có đâu, em không có ngủ, em biết lỗi rồi. Em thề với anh là sau cái ngáp ngủ này em không dám nữa đâu. Hả? Bỏ hết. Đừng nói nhiều quá, anh từ giờ nói nhiều quá. Mà công nhận giọng nói anh như ru ngủ vậy đó. Nói chút xíu nữa không chừng ngủ quên luôn á. Đây, bà chọc tức tôi phải không? Không có, hối hận thiệt mà. Tôi nói cho bà biết nha, nếu bà không bỏ cờ bạc thì bà ra khỏi nhà này. Giữa tôi và bà không còn gì nữa. Anh, tôi nói vậy thôi. Em xin anh. Người xin gì nè, bà đi đây. Em van anh. Bà không bỏ cờ bạc, bà đi đây. Em xin anh. Đó, đuổi nữa thấy chưa? Cũng cái câu này anh nhớ trong một lúc say mềm anh đã nói với em không anh? Em đi đi, rượu không bỏ được chứ vợ là coi như là qua phà dễ. Nhớ không? Đi đi, đi lấy trai đi, đi lấy người khác đi. Giận chứ quê chứ người phụ nữ Việt Nam mà, chứ đâu phải là người mà gì mà không biết tự ái anh. Em buồn em giận quá em mới làm vậy nè. Bộ anh tưởng em rài em đi đánh bài á. Xin lỗi anh nè, em đâu có hư đến nỗi dữ vậy. Em đi chơi thôi, chơi đi hù dọa anh thôi. Bài bạc cái gì, biết gì đâu đánh. Tôi hỏi bà nè, bỏ buôn bán hôm nay, bà đi đâu? Thì không cờ bạc hả? Không cờ bạc hả? Không có cờ bạc. Tại sao lối xóm ta nói tôi nghe? Lối xóm nói? À? Thì tại em nhờ lối xóm về nói với anh. Bị lối xóm cũng rảnh lắm. Vậy chứ bà không đi cờ bạc vậy chứ tại sao hôm nay bà không buôn bán mà nghỉ? Bà nói tôi nghe đi. Trời ơi khổ quá đi. Hôm nay em không buôn bán là bởi vì người ta có cái lệnh là dẹp lề đường. Dọn sạch sẽ để người ta trắng nhựa lại cho nó đẹp đường phố, anh hiểu không? Rồi sẵn nhân tiện dịp này em cũng muốn người đi chơi vài ngày cho anh biết, cho hù anh vậy mà. Hiểu không? Vậy chứ tôi hỏi bà đâu phải là người vợ đảm đang đâu. Phải chứ. Em nói thiệt với anh à, lúc nào em cũng ngẩng cao đầu em là một người vợ đảm đang à. Trời ơi. Vậy là tôi nói hoàng cho bà. Chứ gì nữa. Vậy chứ bà vẫn lo cho tôi với con à? Chứ sao? Vậy sao bà không chịu nói mà bà làm vậy? Lo âm thầm mà không cần ai biết đến. Xin lỗi anh à. Vậy hả? Thiệt hả em? Trời ơi không ngờ. Anh hiểu quan. Anh nghĩ làm gì em tội nghiệp. Tội nghiệp vợ tôi quá, đừng giận nha. Xin lỗi đi. Nói xin lỗi coi. Cái chuyện xin lỗi là dư đối với anh rồi. Không ai xin lỗi không mà còn
thương em nữa đó, đó. Em cũng xin lỗi anh. Đáng lý ra em cũng phải dùng lời ngon ngọt để nói cho anh bỏ, vậy mà em cũng dùng hành động để trả đũa anh. Em xin lỗi anh. Trời, không có gì đâu, vợ chồng mình mà. Hay có gì mình xây dựng, mình góp ý nhau. Như vậy mình mới ở bền được, phải không em? Trời ơi, hạnh phúc quá em ơi. Anh hiểu lầm em cũng hiểu lầm anh. Vậy là vợ chồng mình vẫn vui vẻ, phải không em? Cười cái nụ cười đầu xuân em. Hey, yo. Kép đào mà yêu nhau, tình yêu nó rạt rào. Rạt rào vì yêu nhau, mặt tình ai xôn xao. Tình yêu như tiếng pháo nổ. Thao, thao, nổ yêu được nào thao. Ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau, ta nguyện mà bên nhau.